Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Nguyên Thắng. Anh kính chào anh Thắng. Chào Nhất An. Dạ, hình như là anh Thắng vừa mới đi đâu về phải không anh Thắng? Dạ, có lẽ một cái chuyến đi mà tôi thấy đất nước làm cho mình có nhiều cái suy nghĩ lại. Có nghĩa là một cái đất nước mà làm cho mình có hai cái suy nghĩ đối chiều nhau chỉ trong vòng một năm thôi. Dạ. Thì có lẽ đất nước đó là mình, hôm nay mình có thể nói đến cái cảm nghĩ của tôi về cái đất nước đó. Đó Dạ. là Russia. Cũng Russia. có là Dạ. Liên bang Nga đó. Dạ, vừa mới tháng 7 vừa đây á thì cái giải World Cup vừa mới diễn ra ở Nga, là anh Thắng đi trong cái Đúng thời vậy, gian xảy ra hay là sau đó? sau khi cái World Cup mà đã xong xuôi thì chúng tôi đã có dịp đến với đất nước Liên bang Nga. Dạ. Và quả thực thì đây là một trong những cái cảm nghĩ của tôi là cái đất nước này có nhiều thay đổi khá nhiều trong cái bộ mặt của nó. Dạ. Và dĩ nhiên nếu chúng ta nói đến bộ mặt của một cái Liên bang Nga thì cũng chưa đủ. Mà tôi có một cái cảm nhận được là cái sự thay đổi nhất là về cái tinh thần của những cái giới trẻ ở bên Liên bang Nga. Thì có lẽ có này chúng ta nói chuyện về cái sự cũng có thể chia sẻ về một cái suy nghĩ về một Dạ. cái cảm nhận mà nó chỉ khác biệt nhau một thời gian một năm thôi, chưa đến một Dạ. năm. Có phải là vì nhờ là có World Cup tới rồi biết bao nhiêu người trên thế giới cũng đổ lại về coi bóng đá, trong cái bộ mặt đó thì nó thay đổi phải như thế nào anh Thứ nhất thì có lẽ cũng phải nói thêm như cái lời của Nhất Anh vừa vừa mới hỏi đó là cái bộ mặt của đất nước Liên bang Nga, nhất là ở Moscow đó, nó thay đổi rất là nhiều. đó? Dạ. Tôi phải nói là thành phố được sạch sẽ hơn, đẹp hơn, được sơn sửa và sơn gọi là ngăn nắp hơn. Và đó là một cái mà cho đến tôi đã đến Liên bang Nga cũng cả chục năm rồi. Và dĩ nhiên thì cái thời gian này một cái hình ảnh mà tươi đẹp và nó có vẻ nó sống động và đồng thời nó cho mình cái cảm nhận hoàn toàn khác là cái sau cái hậu World Cup thì Dạ. cái đó là một cái điểm rất là lạ, là tại vì có lẽ cho đến bây giờ thì chúng ta mới nhận thấy rằng cái đất nước Nga đó bây giờ họ mới thực sự họ mới mở ra với thế giới. Dạ. Mở ra với thế giới có nghĩa là sao, tôi không hiểu nói làm sao, như có nghĩa trước khi cái World Cup đó có lẽ họ chưa có gọi là trình diễn được cái bộ mặt hoàn toàn của đất nước họ ra với thế giới bên ngoài. Dĩ nhiên thì trải qua một cái thời gian bảy mươi mấy năm sống dưới cái chế độ cộng sản và nhất là sau cái ngày biến động của cái vào cái thập niên cuối tới cái thập niên 1990 đó, khoảng 89-90 thì chúng ta biết là Liên bang Nga đã thay đổi, Xô Viết tan rã và cái Yeah. thành lập ra đất nước gọi là Liên bang Nga. Yeah. Thì bây giờ phải nói là chúng ta mới nhìn thấy được cái thực sự, tôi mới cảm nhận được cái nước Nga nó như nó được bừng sống lại sau cái hậu World Cup. Yeah. Có nghĩa là người Nga, thứ nhất là về cái bộ mặt của cái thành phố Moscow, tất cả những cái gì mà mình đến thăm ngày xưa đó bây giờ mình cũng đến thăm lại vậy, nhưng nó hoàn toàn khác, hoàn toàn khác là nhờ cái mới, cái mẻ của nó. Và đồng thời cái người dân họ tự nhiên họ tạo cho mình được cái cảm giác làm như là họ cảm thấy cho mình cái dễ chịu hơn ngày xưa, chứ nó không có những cái gọi là lúc nào mặt họ cũng đăm chiêu mà lạnh lùng. Dạ. Và nhất là đến cái gọi là cái airport, đến cái sân bay của Moscow đó, ngày xưa là mình khó chịu lắm, là tại vì cái sự lạnh lùng của họ, của những Dạ. cái nhân viên làm việc ngay cái gọi là immigration officer đó. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì đến phải công nhận là những giới trẻ tương đối họ có một cái nụ cười, ít ra họ có một cái nụ cười Có nhẹ vẻ như nó nhẹ thân cho thiện hơn một thân chút thiện, đúng không? cảm Dạ. thấy dễ chịu hơn là ngày xưa với bộ mặt lầm lầm lì lì của những nhân viên cái gọi là sân bay. Thì Dạ. đó, chúng ta đến với cái hậu World Cup thì cái cảm nhận của cái đoàn du khách của chúng tôi là chúng tôi cảm nhận được cái điều đó. Và Dạ. nhất là tôi cảm nhận được là tại vì tôi đã đến với Liên bang Nga khá nhiều từ Dạ. những năm trước, thành ra mỗi lần đến và hầu như là du khách đều cho mình một cái cảm tưởng về những người du khách, họ cho về cái cảm tưởng họ họ nói họ rất là khó chịu, họ không có cái gọi là cái dễ chịu với những cái khuôn mặt như vậy và Dạ. hoặc là với một cái hành xử của những người nhân viên như vậy. Và bây giờ chúng ta đi ra ngoài, dĩ nhiên thì cái xã hội nó cũng chưa phải là thay đổi hoàn toàn, thế nhưng mà nó cho mình cái cảm nhận của một cái bộ mặt của một cái xã hội có lẽ dùng cái chữ văn minh với lại có một chút xíu của cái phương Tây vào hơn. Dạ. Vậy thì lúc mà anh Thắng khi mà có dịp mới qua Nga sau cái World Cup đó thì anh Thắng đi đâu ở trong
Có nghe. À, dĩ nhiên chúng tôi vẫn là đi những cái chương trình tour, đi những điểm mà sightseeing chính trong thành phố. Bạn đi Moscow hay là đi Chúng đâu tôi những thứ? có dịp đến với Moscow, tức là thủ đô Moscow đó, và sau đó chúng tôi đến với St. Petersburg, và cả hai thành phố đều cho mình cái cảm nhận dễ chịu hơn rất là nhiều so với những cái năm trước. So với năm trước thôi, chứ cần nói những năm trước thì nó nhiều quá, lâu quá rồi, và so với năm trước thôi, và thành phố tương đối là ngăn nắp sạch sẽ, và tất cả mọi nơi đều cho mình cái sự cái một cái cảm nhận tương đối là dễ chịu, và biết là người chính phủ Nga cũng như dân Nga đã thay đổi để mà họ khoe cái bộ mặt đó ra ngoài với thế giới. Và có lẽ đó cũng là một cái điều mà chúng ta nhận thấy được là một cái xã hội đang thay đổi. Vậy thì lúc mà anh Thắng đi Moscow rồi đi cả St. Petersburg thì anh Thắng sau World Cup thì ví dụ hai thành phố như anh Thắng nói đều có thay đổi, nhưng mà có cái gì khác ở hai thành phố sau World Cup không? Theo anh Thắng, ví dụ hai cái nó có khác nhau gì không? Chỉ À, so với hai cái thôi. nếu mà so sánh giữa Moscow với St. Petersburg, dĩ nhiên hai thành phố rất khác nhau. Chúng ta biết rằng là cái St. Petersburg ngày xưa nó là cái thủ đô chính của nước Nga trước cái thời của cộng sản, của thời Xô Viết đó. Và sau cái thời Xô Viết thì họ mới di chuyển về Moscow và họ nhận Moscow làm thủ đô. Dĩ nhiên hai cái thành phố đó nó cho chúng ta nhìn hoàn toàn khác nhau, trong khi cái Moscow đó, Moscow đang cố gắng thay đổi theo cái bộ mặt của Tây phương. Chúng ta nhìn thấy những cái kiến trúc, cái đường xá, và cái nó cho mình cảm nhận được ngay. Có nghĩa là chúng ta đến và chúng ta cảm nhận à, đây là thành phố đang muốn thay đổi theo kiểu phương Tây và muốn là làm cho những người khác họ nhìn nhận như là một thành phố phương Tây. Trong khi đó thì St. Petersburg nó lại không như vậy. Thành phố St. Petersburg đó vốn dĩ nó đã là của phương Tây theo kiểu ngày xưa rồi. Từ cái thời ông Peter Đại Đế đó, ông đã muốn xây dựng cái St. Petersburg làm cái thành phố để nhắm về hướng Tây, nhắm về cái văn hóa của phương Tây, về cái văn minh của phương Tây và muốn cái tiến bộ của phương Tây. Thành thử đến với St. Petersburg, người ta thấy cả cái thành phố đó đều được một cái kiến trúc theo cái kiểu ngày xưa của phương Tây một Có chút. nghĩa là nó cũng vẫn còn một cái gì đó, nó cũng hoài niệm về của ngày xưa hơn hay sao anh Chứ dùng chữ hoài niệm thì cũng không hẳn là đúng, mà Thắng? có nghĩa là ở đây họ đang cố gắng muốn giữ một cái thành phố như vậy, nó mang một cái tính cách cố đô hơn, và đồng thời nó có một cái văn minh riêng của nó, một cái văn hóa riêng của nó. Và chúng ta đến với cái thành phố St. Petersburg đó, thì bây giờ thì không, thí dụ một cái đơn giản nhất, chúng ta không thấy có những cái building cao tầng để mà xây ngay cái chính giữa của thành phố St. Petersburg cả. Nhưng mà bây giờ Moscow đó thì nó khác hẳn. Nhiều cái building xây gọi là bắt đầu cũng lồm chồm khắp mơ rồi, thành ra chúng ta thấy nó xen kẽ với giữa những cái gọi là cái kiến trúc của thời Stalin và với những cái kiến trúc của hiện đại bây giờ, là chúng ta thấy bắt đầu khác nhiều. Cảm ơn anh Thắng và Nhất Anh sẽ hẹn anh Thắng trong phần 2 với nhiều chi tiết hơn nữa. Nhân Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay trở lại với chương trình Thế giới trong tầm tay. Và hôm nay thì anh Thắng đang dẫn Nhất Anh cũng như là khán giả quay trở lại đất nước Nga sau cái giải World Cup vừa mới diễn ra vào tháng 7 vừa qua. Thì mới đầu trong phần 1 thì mình đang mới so sánh ở Moscow với lại ở St. Petersburg. Thì coi như nó thay đổi hai cái giữa hai thành phố khác nhau, nó khác cái Đúng. gì? Bây giờ mình đi về Moscow đi anh Thắng, là những cái thắng cảnh, những cái lúc mà anh Thắng đi thì nó có thay đổi gì không sau cái World Cup? Thì có thể qua một vài video clip mà chúng tôi có dịp quay ở bên Moscow thì quý vị có thể nhìn thấy cái sự nó so sánh với ngày xưa thì nó khác. Khác khác là một cái ngăn nắp đẹp đẽ hơn và mới hơn, có nghĩa là được mới sơn sửa lại. Và đó cũng là một trong những cái điểm mà là thu hút du khách. Chẳng hạn chúng ta đến vào trong cái gọi là cái shopping mall của nó. Cái shopping mall bây giờ nó rất là sầm uất, và đặc biệt là nó hoàn toàn theo cái gọi là một cái lối buôn bán của phương Tây, cách để on sale hay là cái cách trình bày như thế nào đó. Và trong một cái shopping mall là nó, chúng ta vào đó chúng ta thấy nó có một cái nét của người Nga và nó có một cái dấu nét của phương Tây ở trong đó. Cách trình bày, cách buôn bán và cách gọi là on sale, tất cả những Vậy cái thì như hồi xưa thì nó không có những cái đó hay sao anh Thắng? nó không có hẳn được như vậy, và nó dĩ nhiên nó nghèo nàn hơn nhiều. Còn bây giờ thì họ bắt phát triển vào những quán cà phê, những tiệm ăn, những cái food court, hoặc là dĩ nhiên nó hoàn toàn so với một cái kiến trúc của phương Tây nó vẫn chưa có tiện nghi như phương Tây. Tôi nói thí dụ chúng ta vào trong một cái tiệm mà shopping mall lớn chẳng hạn, chúng ta chỉ có cầu thang máy để đi lên mà không có đi xuống chẳng hạn. Đúng không? Tầng đi xuống nó vẫn có, tại vì họ dùng những cái building cũ của thời Xô Viết ngày xưa và họ cải biến nó thành những cái shopping mall. Và dĩ nhiên khi cải biến như vậy họ vẫn gặp rất là nhiều những cái gọi là không có thể thay đổi được đó.
Thành thử cái đó là cái có lẽ là chúng ta nhận thấy ngay trong cái shopping mall. Còn chúng ta đi bên ngoài thì dĩ nhiên đến quảng trường đỏ chẳng hạn thì quý vị vẫn nhìn thấy cái lăng ông Lenin vẫn nằm đó, cái tường thành của điện Cẩm Linh vẫn nằm đó, cái nhà thờ San Basin vẫn nằm đó, nó tất cả nằm đó, nhưng mà nó đã thay đổi rất là nhiều, sáng đèn sáng ban đêm. Đến Moscow là phải Nhất Anh phải để ý này, Nhất Anh phải đi xem cái quảng trường đỏ vào buổi sáng, và đồng thời Nhất Anh phải có dịp dành thời giờ đến với cái quảng trường đỏ vào ban đêm. Hai cái không gian đó mặc dù nó giống hệt như nhau, nó vẫn là một cái điểm nằm như vậy, nhưng mà chúng ta đến một cái không gian ban sáng và không gian ban đêm, chúng ta cảm nhận được hai cái hoàn toàn khác nhau, và đó là một cái cảnh đẹp của cái bên Moscow, của thành phố Moscow. Vậy thì khi mà ngoài quảng trường đỏ ra, khi mà du khách tới thì mình còn nên đi đâu nữa anh Thắng? Điện Cẩm Linh, chúng ta có thể đi vào trong cái khu điện Cẩm Linh, đây là những cái di tích lịch sử của cái thành phố Moscow đó, nó nằm trong cái khu vực của điện Cẩm Linh, tức là trong cái điện, khu vực điện Cẩm Linh nó bên kia đường đó là nơi ông Putin làm việc, văn phòng thủ tướng làm việc, tổng thống làm việc. Còn bên này thì chúng ta vẫn là đi thăm những cái di tích lịch sử, những nhà thờ lịch sử của cái đất nước Nga của cái thế kỷ thứ 17 giờ trước thế kỷ thứ 17. Còn chúng ta đến với thành phố St. Petersburg là chúng ta xem được lịch sử của đất nước Nga sau cái thế kỷ thứ 17. Thành ra chúng ta có phải phân biệt một chút xíu. Thế tuy nhiên thì hai cái thời điểm đó nó cho mình hai cái ấn tượng khác nhau nhiều lắm. Thành ra tại hai thành phố cũng khác nhau mà. Nhưng mà chúng ta khi mà đến với thành phố Moscow đó, chúng ta cũng có thể đi thăm những cái nhà thờ Chúa Cứu Thế, hoặc những con đi cái cruise trên con sông gọi là Moscow River. Thành ra chúng ta có thể cảm nhận được cái sự thay đổi. Ngay cả những cái chuyện nhỏ nhỏ, chúng ta đi thêm một cái cruise trên sông Moscow, bây giờ chúng ta cũng nhìn thấy nó có một cái thay đổi, có một cái gì nhẹ nhẹ hơn cái ngày xưa, nó len vào trong cái gọi là cái chương trình tour của mình. Và mình cảm thấy mình dễ chịu hơn rất là nhiều. Có lẽ cái thái độ thân thiện của cái những người Nga, những cái thái độ của cái chính quyền Nga, họ cũng có thay đổi sau cái World Cup. Tại vì World Cup thì nhất anh biết là du khách đến rất là đông, mà bây giờ mà khó chịu với họ thì chắc cũng không xong. Vậy thì lúc mà anh Thắng đi tới Nga là lúc khi mà World Cup đã hết rồi, nhưng mà cái anh Thắng có cái cảm nhận nào không, khi nào cái những cái gì mà của những World Cup nó còn dư lại không, nó còn để lại không? Những áo t-shirt, những cái áo, những cái ly che ly đó là bán để World Cup Russia, World Cup 2018 chẳng hạn, hoặc là những cái gì còn sót lại, hoặc là những cái banh. Mình có thể mua những cái banh của World Cup Russia 2018 làm kỷ niệm, và đó cũng là những cái mà bây giờ chúng ta không mua cũng sẽ hết. Và dĩ nhiên một cái đó là một kỷ niệm của một cái bỏ qua cái đất nước Liên bang Nga, thì đó là một cái World Cup của thế giới, cứ 4 năm một lần được tổ chức tại một địa điểm nào đó trên thế giới. Chẳng hạn chúng tôi có dịp đến với bên Japan, bên Đại Hàn, có những cái World Cup đã làm đó, và chúng tôi có dịp đến Poland và bên Ukraine, đó World Cup cũng được tổ chức ở đó. Thành ra chúng ta đến với những cái vùng đó đều có những cái thế giới túc cầu nó nằm ở chỗ đó, và mỗi cái một cái kỷ niệm mà chúng ta chỉ có một kỷ niệm ở cái khu vực đó 4 năm một lần, thì cái Liên bang Nga nó cũng như vậy. Và dĩ nhiên có lẽ đây cũng là một trong những cái niềm tự hào của Nga, là họ muốn cho thế giới họ biết là cái họ cũng là một đất nước văn minh, là một đất nước có thể có đủ khả năng để làm những cái giải lớn như vậy, và dĩ nhiên trong tương lai có thể họ còn muốn được tổ chức nhiều cái festival hoặc là những cái gì của thế giới hơn. Cái này câu hỏi là hơi ngoài lề một chút xíu, nhưng mà anh Thắng đã có mỗi lần mà anh Thắng tới những cái đất nước mà có diễn ra World Cup rồi, thì anh Thắng đã có bộ sưu tập nào riêng cho mình không? Dĩ nhiên tôi có. Thí dụ Nhật Bản thì tôi có một cái trái banh của cái World, trái banh thật của cái thời gian họ tranh giải, những trái banh đã được dùng để tranh tài trong sân cỏ. Và dĩ nhiên thì đến với bên Poland và bên Ukraine đó, thì tôi có những cái bộ sưu tập về những cái hình ảnh của hai đất nước đó, hoặc là những cầu thủ nắm tay nhau. Đó là những cái loại búp bê làm để bán, rất bây giờ hầu như kiếm lại không có nữa. Và đến với Liên bang Nga thì như một chiếc banh, hoặc là một cái ly, một cái World Cup, một cái biểu tượng của cái thế giới túc cầu tại Russia. Nó cũng là một cái kỷ niệm rất là vui. Vâng, cảm ơn anh Thắng rất là nhiều đến với chương trình ngày hôm nay, và hy vọng là trong dịp sau thì anh Thắng sẽ dẫn anh cũng có dịp nữa. Chúng ta sẽ đi vào các chi tiết hơn nữa về cái thành phố Moscow hoặc là bên St. Petersburg. Đó là những thành phố rất xứng đáng để chúng ta đến làm một cái du lịch vào mùa hè.
nhất là mùa hè. Mùa hè là Moscow cũng như là St. Petersburg là những thời điểm thích ứng nhất để chúng ta có thể thăm đất nước Liên bang Nga. Dạ, cảm ơn Thắng và nhân hẹn Thắng chương trình lần sau. Chào quý vị thính giả.